Hiện các cơ sở giáo dục đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, nhất là việc số hóa các tài liệu, văn bản học thuật nhằm tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho mục đích giảng dạy và nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu mỗi trường chỉ thực hiện riêng lẻ và dừng trong phạm vi một trường đại học, thì việc số hóa này sẽ gây không ít lãng phí. Giai đoạn từ nay đến năm 2025, Trường Đại học Tài chính Marketing sẽ tiến hành số hóa dữ liệu để giảm tải những công việc hành chính, tạo thuận lợi cho giảng viên và sinh viên. Bên cạnh đó, trường sẽ từng bước xây dựng các ứng dụng và bài giảng trực tuyến cho sinh viên để thực hiện mục tiêu trở thành trường đại học số và đại học thông minh. Cái mục tiêu chính của chuyển đổi số là làm cho cái người học, người ta có thể tận dụng tốt nhất những cái gì mà những cái công nghệ nó mang lại để giúp cho việc học tập nó hiệu quả hơn. Chẳng hạn như bây giờ chuyển đổi số thì các bạn có thể là học ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào. Miễn là chỉ cần là các bạn có một cái hệ thống mạng và cái thiết bị. Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện để làm sao một cách tốt nhất, hiệu quả nhất và có tính liên kết giữa Trường Đại học Tài chính Marketing với các trường đại học khác, đặc biệt các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Nhờ cái chuyển đổi số này mà chúng ta có thể xích lại gần nhau. Giai đoạn 2021-2025, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học thông qua chuyển đổi số trong toàn hệ thống. Trong năm 2023, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hoàn thành xong công tác trình ký các giấy tờ trực tuyến, phát triển hệ thống học liệu số dùng chung trong giảng dạy và học tập. Chúng tôi đang xây dựng thêm một số cái khoa học mà toàn bộ là trực tuyến theo cái mô hình MOOC. Đây là một cái mô hình mà cung cấp các cái khóa học, đặc biệt là trong cái các cái môn học về cơ sở đấy. Ví dụ như là toán, rồi thì là lý, hóa, rồi triết, các cái môn cơ sở đó. Thì việc mà xây dựng cung cấp các cái môn học cơ sở như vậy thì sẽ giúp cho người học là sinh viên và đặc biệt cũng có thể là các bạn học sinh có thể tiếp cận sớm với lại các cái kiến thức và cách giáo dục ở bậc đại học. Hiện nay, hầu như mỗi trường đại học thực hiện việc chuyển đổi số trong phạm vi từng trường. Nếu các trường có sự phối hợp tốt thì sẽ mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là sinh viên sẽ khai thác tốt hơn nguồn học liệu chung của các trường. Nhìn về các bối cảnh các trường đại học trên địa bàn thành phố thì không phải là năng lực ở đây bao gồm cả con người và tài nguyên, tiền bạc cũng như là phần cứng, phần mềm. Nếu mà chúng ta cứ tách rời ra mà không có cái sự liên thông chia sẻ đó thì tôi cho rằng là nó cũng sẽ là một cái bài toán mà rất là lãng phí và có khi là sẽ không có hiệu quả. Cho nên là thì Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có kiến nghị là thành phố cùng với Đại học Quốc gia hỗ trợ đầu tư cho Đại học Quốc gia đổi mới về cái vấn đề chuyển đổi số và có thể áp dụng được tại Đại học Quốc gia và mở rộng cho các trường đại học ở trên địa bàn của thành phố. Ngân hàng Thế giới dự toán năm 2023 doanh thu từ giáo dục số đạt mức 166 tỷ đô la Mỹ, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là giáo dục đại học số với hơn 100 tỷ đô la Mỹ, chiếm 62,5%. Ước tính doanh thu sẽ tiếp tục tăng 9,4% mỗi năm cho tới năm 2027. Điều đó cho thấy giáo dục số là thị trường nhiều tiềm năng mà các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam cần tận dụng để tạo nguồn thu và hướng đến sự phát triển bền vững.